Hello, chào anh em đã quay trở lại kênh KTM. Ở video trước mình có giới thiệu cái mũ bảo hiểm 3/4 đầu, có cả lưỡi chai luôn. Rồi anh em nào muốn mua sản phẩm này thì xem lại cái video đấy nhá. Thì các link mua mình sẽ để ở dưới từng video. Nói chung là dùng cũng ổn, xốp khá là dày, 3/4 đầu nhá. Thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình mua review đánh giá thử mũ full face, nói chung là trùm toàn đầu luôn. Rồi, trong video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm đó. Đây anh em, nón bảo hiểm Popa M035 full face là 143.000. Thì giá rẻ này là đợt đấy Lazada có flash sale sản phẩm này nên rẻ nhá. Nhưng sản phẩm này đang bán là khoảng 200 mấy sao ấy, và màu xanh lá đây. Rồi, giờ mình sẽ mở ra. Wow, đẹp phết nhở, bọc rất cẩn thận luôn. Đẹp đây anh em, mình không ngờ nó đẹp thế, còn đẹp hơn ở trong hình luôn đó. Full face rồi, hoành tráng luôn, mũ vẫn bọc giấy này, bọc ni lông này. Vâng, có cái này thì đi đường trường cũng phải gọi là an tâm, vẫn còn mùi nhựa rất là thơm luôn. Cái này rút ra kiểu gì nhỉ? Đây. Wow, phê đừng hỏi luôn ạ. Đẹp. Mình thấy quá đẹp. Đó các bạn này, những cái chi tiết này, những cái chữ này, nhìn rất là sắc nét luôn. Mechanics đây 70%, sừng 6%, cái cả M3 Project. Đó, có tem đảm bảo luôn, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy, công ty sản xuất, xuất xứ Việt Nam, hướng dẫn sử dụng. Rồi, chúng ta sẽ có dòng Popa Helmet, lại một cái tem nữa, tem chất lượng Project. Ở đây là cái kính, và mũ này mũ full face bảo vệ toàn đầu luôn. Nói chung là mũ này thì chúng ta đi đường trường thôi, chứ trong hoặc là đi những cái xe phân khối lớn ở trong nội thành. Ở trong nội thành thì ít dùng cái mũ này. Bọc luôn cái này nhá. Đấy, bọc dễ thôi. Lớp bảo vệ kính, một vài cái thông tin thôi. Cái mũ này cũng có cả size nhá. Đây, kích cỡ đây. Từ nhỏ nhất XS đến XXL. Rồi. Đẹp chưa? Trên đầu này thiết kế như kiểu siêu nhân ấy, nhọn. Có những cái logo biểu tượng đó. Mũ đảm bảo chất lượng an toàn, lớp kính nhìn rất là ngầu, đội vào trông như siêu nhân biến hình luôn ạ. Cái này làm bằng nhựa ABS cứng nguyên sinh, chịu được va đập mạnh. Miếng lót bên trong nón dày êm ôm đầu tạo cảm giác an toàn. Cái phần đệm lót bên trong còn có cái vải lớp kháng khuẩn chống ẩm, nên rất tốt cho việc bảo vệ chiếc nón khỏi mùi hôi ẩm mốc của đầu. Phần xốp phía trong mũ dày làm bằng EPS 100%, được bọc bởi một lớp đệm êm có khả năng hấp thu xung lực cao. Mũ được trang bị kính chắn bên ngoài che chắn bảo vệ khỏi gió bụi, tạo tầm nhìn tốt khi lái xe. Mũ ôm sát đầu và có dây khóa rất là chắc, đảm bảo không bị rơi khi bạn đang lưu thông trên đường. Rồi, link mua mình sẽ để dưới video nhé. Giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.
Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm mũ bảo hiểm full face cho mô tô xe máy. Nói chung là ai đi xe đạp mà muốn đội cũng được, cho nó ngầu. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe lên kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Ok, như vậy là tổng cộng có 2 mũ. Một mũ 3/4 này và một mũ full face, hai cái khá là đẹp.